Em xin chào chị Ngọc Lan và chào chị Tony A. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Bây giờ thì chúng ta làm quen với nhau bằng cái câu chuyện hay tin mình mang thai. Lúc đó nhìn như thế nào? Nó giống như là mình có trực giác rồi đó chị. Lúc đó thì em chưa có tới cái ngày để mà mình check thử. Nhưng mà em cảm giác sao thì em mập quá. Em mặc quần vô là nó cứ đứt nút ra. Xong rồi em nghĩ chết rồi, không lẽ mình lên cân. Nhưng mà khi mà em lên cân thì em không có bị tăng ký. Thì em cảm giác được là something, nó có một cái gì đó rồi. Cái em mới thử. Sáng ngày hôm sau em lại đi vào bệnh viện, em thử máu lại một lần nữa. Khi mà em chắc chắn là em đã mang thai rồi á, thì em quyết định lấy cái que thử thai đó em gói lại. Đó là ngày 13 tháng 2, gần tới ngày Valentine. Em tặng cho chồng em làm quà Valentine luôn. Mà lúc mà em gửi cái que thử thai qua cho chồng em thì em gói lại cẩn thận lắm. Thì chồng em mới cầm cái gói quà và nói là: ủa sao đâu có năm nào tặng quà Valentine đâu. Tại vì hai vợ chồng em không tặng quà Valentine cho nhau. Thì năm nay tặng. Thì xong em chồng em mới mở ra, lấy ra thì không biết là cái gì. Thì chồng em nghĩ: ủa em tặng cho anh một điếu xì gà hả? Sau đó chồng em cầm cái đó lên và Chưa em cản lại kịp. Em nói: mở ra trước đi. Thì xong cuối cùng mở ra thì chồng em vẫn không biết cái này là cái gì. Tại vì em xài cái loại que thử thai của nước ngoài á, thì nó hơi khác một tí xíu. Thì chồng em hơi bất ngờ, nói là: ủa vậy là sao, là chắc chắn chưa, là thử máu hết chưa? Nói: nè xong hết rồi, thử máu nè, kết quả nè, xong hết rồi. Sau đó thì sao? Cái quá trình mình mang bầu mình có trục trặc hay là có cái tâm lý, có cái điều gì bất thường xảy ra trong gia đình mình không? Dạ, nhà em thì đơn chiếc, chỉ có hai vợ chồng thôi. Tất cả mọi cái gì mà thuộc về phạm trù mang thai á thì em không giấu được chồng em. Chồng em giống như là cảnh sát ăn uống vậy đó. Nghĩa là check từng chút và cấm đoán đủ thứ hết. May là bởi vì là nhờ như vậy nên là em thật sự là em chỉ tăng đúng có 10kg lẻ mấy chục gram thôi. Và lên đúng một cái bụng, từ trên xuống dưới của em không thay đổi gì cả. Size giày em cũng y chang luôn. Có một cái chuyện vui là lúc đó là em mang bầu được 7 tháng rồi. Thì em mới đi ăn. Cái bàn nó cũng khá cao, nó cũng cao cao vậy nè. Thì lúc em ngồi ăn thì cũng ngồi có một mình thôi. Thì có hai ba anh gì đó lại tán tỉnh. Kiểu mà tán tỉnh mà kiểu rất là cố gắng tán tỉnh luôn á, mời đồ ăn, mời rượu, rồi nói chuyện, bắt chuyện đủ thứ hết. Mà bây giờ mà em không biết phải làm sao luôn. Thế em ngồi đây đơ ra. Một lát nữa thì em đứng lên thì mấy ảnh mới thấy là: trời, cái bầu bụng em nó to như vậy nè. Thì mấy ảnh kiểu cũng rất là quê á, mà kiểu tội nghiệp lắm. Thế kiểu đơ xong rồi mình kiểu em rất là, nãy giờ em rất là muốn nói chuyện với anh nhưng mà em không biết phải nói gì sao. Không lẽ giờ nói: anh ơi, em đang có bầu. Xong rồi đứng lên thì kiểu vô duyên quá. Và em nói chuyện với chồng em thì chồng em từ đó về sau là lúc nào em ra đường thì chồng em cũng hỏi là: đi đâu vậy? Mình có chồng rồi đó nha. Mình đang có bầu đó nha. Ăn diện quá vậy? Đẹp quá vậy? Đi vô thay đồ đi. Lúc nào em đi đâu là cũng đi vô thay đồ đi, đi vô thay đồ đi. Chồng em làm rất là dễ thương. Chồng em không có làm cho em bị khó chịu. Thì xong em cũng vô thay đồ thiệt. Rất là tinh tế. Đúng. Người ta thông thường hay nói rằng là phụ nữ phải tinh tế, còn nam giới thì không cần. Nhưng mà không, chị đánh giá rằng là bản thân nam giới mà có thêm tinh tế, nó là một cái thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Em có thèm một cái món gì đặc biệt không? Chồng em chưa biết luôn á. Nghĩa là từ lúc mà em chưa mang thai thì hai vợ chồng em rất là thích ăn đồ Nhật. Cho nên cái quá trình mang thai đối với em nó khó khăn hai chỗ là em không được uống cà phê sữa và em không được ăn đồ Nhật. Tại vì đa số đồ Nhật là đồ sống, nếu mà mình ăn đồ chín thì nó rất là chán ấy. Có vài lần thì em rất là thèm, thèm đến nỗi mà em ấm ức, em khóc luôn. Xong rồi em có lén ăn. Biên tập ơi, mình cắt chỗ này nha. Mới này chị em mình nói chuyện chơi thôi chứ đừng có giận lên nha. Ý là biên tập ơi, biên tập cắt cái câu của Ngọc Lan á, còn để lại cái câu của Dung My á biên tập. Yeah. Em có lén ăn. Em lén ăn mà em ăn nhiều lắm nha. Tại vì kiểu chị biết rồi đó, khi mà mình bầu á, mình thèm một cái gì á, mình ăn kinh khủng luôn. Mấy cơn thèm của bà bầu nó kỳ lắm. Yeah. Nó bị thúc đẩy một cách mãnh liệt từ bên trong. Bữa đó là em kêu cái người giao hàng á là phải đợi em nhắn tin rồi mới được giao, rồi đợi chồng em đi làm rồi mới giao. Thì giao tới, trời, chị biết không, trời, em cái gì mà như ngoại tình, cái gì mà như thế. Anh ơi, anh đến giờ đó chồng em đi làm. Xong rồi giao tới thì em ăn hết luôn rồi, nhiều lắm nha. Cái em thấy quá là có lỗi đi, cái em mới nhắn tin cho cái anh bác sĩ theo dõi cái thai kỳ của em á. Em nhắn là: anh ơi, em ăn cái này có được không anh? Xong cái ổng cũng kiểu đang suy nghĩ để có thể trả lời lại cho em. Cái em nói: em hỏi anh chơi chứ em ăn hết rồi. Xong cái ổng nói: em đợi anh trước để anh lên anh search coi cái hàm lượng dinh dưỡng của nó như thế nào. Khoảng 15 phút sau á, cái ổng nhắn lại cho em, ổng nói là: anh xem rồi, không có gì hết á, em ăn bình thường.
sao em nói thiệt không, hay là anh đang an ủi em vậy, hay là anh đang kiểu trấn an em? Ông nói không. Rồi anh còn biết thêm một cái nữa là khi mà em ăn lén á, chồng em cấm em ăn lén như vậy á, em bé trong bụng em nó sẽ rơi vào trong một cái trạng thái mà nó sẽ rất là thông minh, tại vì em ăn trong sự lén lút mập mờ. Thế xong cái em nói ủa ảnh có đang giỡn với mình không? Sao ông nói không thiệt mà, em nó kích thích trí não phát triển thông minh lắm, em đừng lo không sao đâu. Là sau cái lần đó thì kiểu em cảm thấy là em được trấn an bớt, rồi em không ăn lại nữa, nhưng mà coi như là một cái gì đó để cho mình cảm thấy thỏa mãn hơn, chứ tôi không thì em phải rất ức chế. Quý vị khán giả coi số này hãy hiểu đúng ý của Yumi. Những ai ở bên cạnh bà bầu đừng vì cái ý là bầu mà ăn lén thì con thông minh, thế là cắt giảm hết khẩu phần dinh dưỡng người ta và kêu người ta mày lén ăn đi là chết nha. Trời ơi. Nhưng mà rõ ràng mà nói trong cái chế độ dinh dưỡng của bà bầu á thì chúng ta cần phải kiêng đồ sống. Dạ. Như vậy á thì sau khi mà em ăn cái bữa ăn mà nó hoành tráng như vậy rồi á, cơ thể nó có thay đổi gì không? Bữa đó em ăn thì nói chung là đồ sống, nhưng mà nó cũng không hẳn là sống 100%. Em có làm nó chín ở bên ngoài, nói chung nó tái. Tất nhiên là về mặt cơ bản á là nó vẫn không có an toàn tới đúng một cái mức nào đó, nhưng mà em nghĩ là nó đã chín ở bên ngoài rồi và em sẽ có rất nhiều lý do để biện hộ cho cái việc là nó sẽ đỡ hại nhất có thể. Quan điểm của chị thì lại như thế này, đồ ăn sống đương nhiên là có hại, không chỉ cho mỗi bà bầu. Tuy nhiên á, nếu như mà chúng ta đã theo đuổi cái quan điểm là nuôi dưỡng đứa trẻ với sự đa dạng về dưỡng chất, thật sự nha, sống ở một mức độ cho phép nó cũng nên là một cái trải nghiệm. Cũng đồng nghĩa với việc những cái lần trải nghiệm này nè, nó cũng chỉ nên là những lần nhỏ lẻ và ít nhất. Rồi. Nói chứ em cũng có ăn. Biết, em nói nhìn mà mắt rất là đồng cảm. Chỉ có ai á, mạnh dạn để thú nhận không thôi. Chứ thật chất em nói thiệt, em hỏi xung quanh em kiểu hỏi lén, ai cũng ăn. Và ăn kiểu... Không, ai cũng ăn lén. Ăn lén. Tại vì ăn đồ sống, ví dụ như chị là chị bình thường là chị cũng đã không ăn được. Cho nên trong thai kỳ thì chị sẽ không có ăn đồ sống. Nhưng có ăn lén. Chị khi thèm quá đó. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Thế thì sau cái bữa ăn hoành tráng như vậy á, là mình chỉ việc chờ ngày đi sanh thôi, đúng không? Dạ, em có một thai kỳ khá là suôn sẻ, với lại em cũng khỏe lắm. Rồi như vậy thì cái ngày mình đi sinh nó như thế nào? Nó có giông tố không em? Vô cùng vất vả và khó khăn. Tôi biết. Tôi nghi lắm. Tôi biết. Ông trời không thể cho không ai đó cái gì. Dạ. Em thuộc dạng sinh khó. Mà em bé của em thì nằm im, yên nguyên. Mọi thứ yên nguyên. Không quay đầu, không xoay trở, không gì gì. Dạ, xoay đầu rồi nhưng không tuột xuống. Rồi cổ tử cung thì cứng ngắc luôn, không mở được một chút xíu nào. Và cơ thể em cũng không có một dấu hiệu gì là sẵn sàng cho việc đi sinh cả. Vào cái đêm mà ngày thứ bảy á chị, thì em đau bụng lắm rồi. Và em có mở cái app lên để em canh cơn gò. Thì cả nhà em nghĩ là chắc là em sẽ sinh đêm đó. Thì mới ròng rắn dọn đồ, xách đồ nhậu, xách rượu, xách tùm lum hết. Khoan em. Đi sinh mà em xách đồ nhậu em vậy? Em đi sinh chứ phải đi bạc, đi picnic, đi bạc thi. Dạ giống như đi nhậu thì đúng hơn á chị. Chầu em đem theo khoảng 4-5 chai rượu. Xong rồi đem theo đồ ăn, rồi snack, rồi đủ thứ hết luôn. Xách xuống bệnh viện. Mai đi Vũng Tàu hả? Cái đường đó chị, cái đường cũng trên đường đó luôn. Mọi người đứng ở ngoài đợi. Nhà em thì có khoảng 4-5 người á, cũng là bạn bè thôi, đưa em đi. Mà mọi người trong tâm thế là ok, gặp em bé tối nay lại gặp các thứ. Thế xong rồi đi xuống dưới thì em đi vô đo cân gò này nọ kia, cái bác sĩ đuổi em về. Thì 11 giờ đêm tới 12 giờ đêm em phải chạy về, cuối cùng gom hết đồ, hết rượu, các thứ đi về. Thì cũng chưa sinh luôn, tại vì em thật sự là không có một dấu sinh nào cả. Và cái cân gò nãy giờ em đo nó cũng chưa đủ để thành một cái cân sinh ấy. Thì em đau hết một ngày chủ nhật luôn. Xong em gọi cho bác sĩ của em thì bác sĩ nói là ok, sáng thứ hai 9 giờ có mặt để anh check. Sáng thứ hai em qua bên phòng khám của ảnh check này nọ kia thì ảnh mới nói ok, hôm nay sẽ sinh. Từ chỗ của ông bác sĩ thì em đi thẳng xuống bệnh viện luôn. Trên đường đi thì hai vợ chồng có ghé vô trong một cái tiệm hủ tiếu thì em ăn hai tô. Trên đường đi là tụi em có ghé một cái tiệm hủ tiếu, tụi em có ăn hai tô. Nó nhẹ như nhưng mà hai tô, hai ly cà phê sữa đá bạc xỉu á chị. Em nhân đôi lên quá chị Hà Dung. Dạ em có linh cảm là em sẽ nhịn luôn cho tới ngày hôm sau. Mà lúc đó em đau lắm á chị, em vừa đau mà em vừa ăn vậy nè, nhưng mà em vẫn ăn đủ hai tô, húp sạch nước luôn. Xong cái đi xuống tới bệnh viện thì vô thay đồ là đưa thẳng vào phòng sinh, là đúng thật. Từ giai đoạn đó cho đến đêm hôm sau em không được ăn một cái gì nữa.
em đi vô em đau đớn vật vã cho tới trưa, toát mồ hôi, thiếu nước, tại vì cũng không được uống gì, do là bác sĩ nói là em có khả năng mổ rất là cao. Không nở một chút xíu nào chị, nói chung là vất vả lắm ấy, đau đớn các kiểu, cũng không được tiêm giảm đau, đau khan vậy luôn cả cơ thể. Dạ, không được tiêm giảm đau bởi vì không nở đủ, thường thì phải 3 phân hay sao đó thì mới mới tiêm. Mà cái anh bác sĩ của em á, thực chất là ảnh với lại cái ekip sinh á, quá là kiên nhẫn với em luôn. Em nói là em muốn sinh thường bằng tất cả mọi giá, chỉ có khi nào mà quá nguy hiểm theo kiểu là bây giờ không sinh thường được nữa 100% thì em mới mổ. Thì ảnh kiên nhẫn lắm, cho tới tầm khoảng 2-3 giờ chiều á chị, nước ối vẫn y nguyên không bể luôn, mặc dù cơn gò là nó dồn dập. Anh nói ok bây giờ chọt nước ối. Anh bác sĩ ấy, thì bà y tá bà đi vô, bà nhìn em xong bà nói em ơi bây giờ mình chọt nước ối nha em. Nói dạ ok chị bác sĩ và chị nói sao em cũng nghe hết tại vì em tin tưởng hoàn toàn. Thì vừa mới nói dứt lời, cô y tá vừa quay đi chưa ra tới cái cửa nữa thì tự động nước ối vỡ bụp bụp nước lên láng luôn. Em nghĩ là nó nghe nó sợ chọt hay sao á, nó tự bể luôn chị. Xong rồi cái chết chị bể rồi quay vô khỏi chọt. Xong cái chưa dừng lại ở đó nữa, tiêm giảm đau vô và đang đợi bác sĩ vô để chuẩn bị sinh thường. Bà y tá bà chọt vô đây, bà canh bà đợi coi rồi đón cái đầu em bé, thì bà chọt vô bà kêu em ơi chết rồi, ở trong rất nóng giống như là lò bánh mì vậy đó. Thì bây giờ em coi đặt nhiệt độ coi em có sốt không. Thì lúc đó đặt nhiệt độ là em 41 độ. Là sốt kiểu sốt mặt mày em đỏ lè luôn, thì em tưởng đâu là lúc đó như kiểu mình mệt thôi, nhưng mà thật sự là mình đang sốt và sốt rất là cao và bên trong cơ thể mình thì nó còn nóng hơn như thế nữa. Thì bà nói là em ơi bây giờ chị phải bắt đầu vô thuốc hạ sốt cho em, phải xuống nhiệt độ bình thường thì mình mới sinh được. Thế xong cái bắt đầu vô thuốc hạ sốt lại đợi tiếp. Thì em ngủ thiếp đi chắc phải 6 giờ chiều á, thì coi như là từ sáng cho đến 6 giờ chiều rồi mà vẫn không có xi nhê gì hết. Em nở được khoảng 5-6 phân thôi. Em thức dậy thì hết sốt tại vì thuốc đã vô rồi. Em nghĩ là ok chắc là sẽ sinh được sớm thôi, được rồi, xong rồi. Tầm 6 giờ rưỡi thì bà đó bả lại đi vô check lần cuối. Bà nói là em ơi bây giờ chị check lần cuối cùng và mình sẽ sinh luôn. Em chuẩn bị tinh thần nha, bây giờ em khỏe chưa, bây giờ uống chút xíu nước thôi, được uống nước rồi, xíu thôi. Bà check lại và bà báo với em một cái tin là em ơi các có thể phải đi mổ em ơi, tại vì xương chậu của em nhỏ hơn cái đầu em bé. Chứ ủa chị ơi bây giờ là cong cóc hả chị, là cả ngày hôm nay luôn và bây giờ em phải đi mổ hả? Sao bắt đầu em kiểu khóc méo máu là vì em không có muốn mổ thật sự luôn á. Anh bác sĩ đi vô và anh vẫn trấn an em, anh nói là bây giờ còn một cách nữa em có thể sinh thường, là bây giờ em phải rặn thật mạnh, rất mạnh, lấy hết sức bình sinh của em để rặn, và em phải rặn thật là đúng cách, một phát ăn ngay nha. Chồng em thì đứng kế bên từ đầu đến cuối, thì chồng em mới nói là em nghĩ em làm được không, nếu như mà em thấy là em không có làm được á thì mình có thể đi mổ không sao hết. Em nghĩ em làm được. 7 giờ rưỡi thì lúc này là cơn gò rất là nhiều rồi và em chuẩn bị có thể sinh được. Thì em nhìn đồng hồ, từ cái lúc mà có cơn gò đến bác sĩ kêu em rặn cho đến lúc em rặn ra em bé là mất khoảng 9 phút. Và em thật sự là em không còn một cái gì giữ lại cho bản thân em luôn á. Từ cái đoạn đó cho đến đoạn sau là coi như nó nhẹ kinh khủng luôn. Và em sẽ không có bao giờ quên cái cảm giác là khi mà em bé nó ra khỏi người mình. Cái nó... cảm giác là lần đầu tiên mình gặp con như thế nào? Thì em thấy nó uống nôn rồi. Em nghĩ chứ em bé mấy ký? Có 3 ký 3 hả chị? Mà em không hiểu sao á chị. Uống nôn trong 3 ký 3 uống nôn chị. Dạ nó như một cái chứng hụt dịch vậy đó. Cái em mới nghĩ chứ, ủa sao nó có thể uống nôn như vậy mà nó ra vèo một thái xong. Thế em kiểu em cũng thấy rất là lạ. Chồng em thì đứng khóc ẵm con, bế con, vệ sinh con, xong rồi bắt đầu nói chuyện với nhau rất là nhiều. Thường thì em thấy là các bà mẹ khác hay nói là ủa thấy con xấu quá, thấy con kiểu nhăn nheo, nhưng mà em không hiểu tại sao là em bé nhà em thì nó căng kinh khủng luôn. Chắc có thể là em nghĩ là nó hợp không khí hay sao. Vừa mới ra xong nó căng lên. Trời, con chả như bong bóng. Em nhớ là nó rất là đỏ và khi em ẵm nó thì nó vẫn còn ngơ ngác lắm. Và em thấy những cái phòng khác xung quanh nó con người ta khóc lớn kinh khủng luôn, lớn banh bệnh viện, lớn la hét luôn. Còn cái con bé nhà em thì bà khóc vừa vặn như mèo kêu vậy đó. Xong rồi thấy nó nhẹ nhàng lắm. Ê, nó cái nhựa ngốc cứng đây luôn. Con đẻ ra thì như hộp dịch lộn. Khóc thì như mèo kêu. Cứng quá. Dạ. Rồi bây giờ mình bước qua một cái giai đoạn mới. Đó là giai đoạn mình chăm con. Dạ. Nhà đơn chiếc đó Lan hồi nãy nha. Có nhớ. Mỗi nhà đúng là mỗi cảnh. Em thấy bạn bè em thì than là
cô dì chú bác, ông bà quá nhiều và họ quá mệt vì cái chuyện đó. Ở trong cái hoàn cảnh của em thì em thấy là khi mà có một cái người nào đó ngoài chồng mình mà mình cảm thấy mình tin tưởng, mà nhìn giùm mình con hoặc là cho mình đi ngủ yên tâm nhất đó chị, là một cái điều quá là hạnh phúc. Đó, đúng rồi. 2 tháng đầu em ngủ mỗi ngày khoảng 3 tiếng đúng nghĩa luôn. Em ngủ ít đến nỗi mà mắt em lúc nào cũng trong trạng thái là có thể chảy nước mắt, tại vì nó quá là mệt đi. Và em phải nhỏ thuốc nhỏ mắt liên tục. Nhà em thì ở trên cao, cho nên là mỗi một lần mà chiều hoàng hôn mà buông xuống á, thì cái cảm giác mà em ngồi trong phòng, em nhìn con em ngủ và em nhìn ra ngoài trời, màu nó thẳm xuống, ở dưới phố bao nhiêu người vẫn đang đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi gặp bạn bè, đi cà phê, tiếp tục công việc này nọ, thì nó là một cái cảm giác mà nó vô cùng ám ảnh đối với em. Em nhớ là có một đợt là lúc đó em cũng mới có khoảng 5 tuần thôi, thì có một cô bạn đến nhà thăm. Thì cái cô này cổ dễ thương lắm, và cổ lúc nào cũng vui tưng tưng vậy đó. Cái cổ ngồi xuống với cổ nói chuyện với em, thì mình bắt đầu câu chuyện thì cổ mới hỏi là: "Chị, là mẹ vui không chị? Có con vui không chị? Bữa giờ chị làm sao?" Mà cổ đang rất là hào hứng, thì tự nhiên hỏi đến cái câu đó là em khóc. Em khóc nức nở, em khóc không cản nổi. Và cổ: "Chị ơi, chị có sao không? Chị đi bác sĩ không chị?" Sau cái em nói chứ không, chị không có sao, chị bình thường. Mình hiểu được nó đang ổn định lại, nhưng mà mình không thể nào sắp xếp nó theo cách mình muốn được. Đúng rồi. Mình đã chọn cái việc là mình sẽ là cái người thấy con lớn lên mỗi ngày khi đó, mà nó vừa sinh ra. Thì cái này là một cái nó quá là quan trọng và giá trị hơn cái việc nỗi buồn của mình. Đúng. Em làm được điều đó vì sao? Vì em đối thoại được với chính em. Và đúng, em rồi, biết bản thân em muốn cái gì và cần cái gì. Appetito, siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Rồi bây giờ mình bước qua một cái giai đoạn mới, đó là giai đoạn mình chăm con. Chồng em chăm con rất là tốt luôn. Chồng em tắm em bé từ 9 ngày tuổi. Và chồng em đã tập tắm rồi. Và chồng em nhờ mấy cái cô phụ tá đến nhà tắm bé dạy cho anh cách tắm. Thì xong cái dạy xong thì mấy chị nói là: "Ủa rồi tự nhiên mất chớp." Tại vì dạy xong rồi đâu có cần mấy cô tắm nữa đâu. Giai đoạn ăn dặm con em nó có ăn lén giống như hồi đó nó nằm trong bụng mẹ? Dạ đây là giai đoạn này. Con em thì mới được 6 tháng 2 ngày trước. Em nôn tới giai đoạn này còn hơn nó nữa. Tại vì em là người rất là thích nấu ăn. Em nấu ăn, em nấu thì biết ngon không thì nói chung mình không nhận định được tự mình, nhưng mà em rất là có đam mê nấu ăn. Thành ra là em đã sắm sửa rất là nhiều thứ linh tinh để nấu ăn dặm cho con, và tìm hiểu khá là nhiều để con mình nó có được một cái hệ tiêu hóa nó thông minh và nó khỏe. Chứ em không bổ sung và cung cấp cho con những cái đồ ăn ngon nhất, cho nên là ở giai đoạn này thì em thấy con em đến thời điểm này thì rất là thích ăn. Bạn rất là vui, dạ rất là vui luôn. Em nghĩ là do là em cũng chọn cái giờ ăn ở trong ngày á, là cái giờ mà nó vui nhất, buổi sáng nó vui rồi nó thấy cái này cái nọ, bày trò thế này thế kia, rồi trò chuyện với nó cho nó nghe được, cho nó thấy, cho nó ngửi được là hôm nay con ăn cái này nè, menu của ngày hôm nay fine dining 5 sao là có những cái món này nè đó, rồi cái này nè nha, cái này là ăn tốt cho cái gì là em đều nói với con hết. Mặc dù em không biết nó có hiểu không. Hiểu dạ. Đó sao mình là bút lịch với chồng mình chưa? 6 tháng rồi em có nghe cái vụ bút lịch này. Dạ tụi em thì bút lịch, nhưng mà gia đình em thực sự là rất là kỹ. Chồng em là người rất là kỹ tính, cho nên là chồng em phải chắc chắn là em ổn, em ổn về cả thể chất lẫn tinh thần, và hỏi em rất là nhiều là em sao rồi, em thế nào, đều hỏi. Mặc dù em cũng mắc cỡ lắm, nhưng em vẫn giữ một chút. Cái gì cũng sẽ ở một cái giai đoạn là em phải thực sự sẵn sàng. Cho nên là ý chị Lan muốn hỏi gì nhỉ? Ý chị Lan là hai đứa bút lịch chưa? Dạ, bút lịch lâu rồi. Lâu rồi phải không? Lâu rồi. Có một chút xíu theo kiểu là ok, bây giờ mình làm mẹ rồi, những cái mặt mệt mỏi về mặt tinh thần đó, nó nhiều. Giống như em nói với chị là những cái tháng đầu tiên của em nó rất là mệt. Tinh thần của mình nó quyết định rất là nhiều vào cái chuyện yes or no. Cách của em á là em không gượng ép và em không miễn cưỡng. Khi mà em không sẵn sàng thì em nói không. Thực sự cái sự thăng hoa nó phải được dựa trên cái nền tảng thoải mái của cả hai bên. Nên mình rất là tiếc với những cái suy nghĩ của rất nhiều mẹ bỉm sữa, đó là sợ chồng đi ra ngoài hoặc là cảm thấy như là buộc phải chiều. Thực ra tất cả những cái điều đó chưa hẳn đã tốt, bởi vì nó làm cho bản thân các chị cũng không hạnh phúc. Mà đáng lý ra chuyện đó phải là chuyện hạnh phúc.
Lan vẫn muốn là Yumi gửi một chút xíu gì đó gọi là tin nhắn dành cho chồng. Dạ, em rất là cảm ơn chồng, cảm ơn ông xã, bởi vì luôn luôn là một người rất là nhẹ nhàng, cư xử rất là đúng mực và khéo léo, và em cảm ơn anh rất nhiều. Đây là những thông tin cơ bản của mình, như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp và anh đang ở đâu nha. Anh tên là Phan Hữu Lý. Rồi, em nghe rõ, em nghe rõ không? Rồi em đang nghe rõ nè, anh mình cứ chia sẻ thông tin của mình nha. À, anh là Phan Hữu Lý. Sinh ngày 29 tháng 9 năm 1967. Rồi anh Lý đang ở đâu? Anh Lý làm nghề gì? Anh sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Ừ. Anh Lý ngày làm nghề gì anh Lý? Anh kinh doanh cửa hàng hoa. Rồi mở nguyên cái cửa hàng hoa là mình làm chủ luôn ha? À, của anh. Dạ. Yeah. Rồi chương trình bên em thì ghi hình ở Hồ Chí Minh á, thì em biết là anh Lý mình có tiện vô trong đây để ghi hình không? À, nếu mà cho anh thời gian trước khoảng cỡ 4-5 hôm thì anh sắp xếp rồi anh vô ghi hình. Dạ rồi, anh Lý mình đang ở Đà Nẵng là anh ở chung với ai? Anh ly dị vợ hơn 1 năm cho nên giờ anh ở riêng một mình anh. Mình ly dị 1 năm là mình đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi hết chưa anh? Hoàn tất 1 năm rồi em. Dạ. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nha anh Lý. À, điểm mạnh của anh thì anh nói chung là anh yêu thể thao, anh cũng chăm tập thể dục thể thao lắm. Rồi anh thích ca hát. Rồi anh mình hát đoạn luôn anh Lý ơi. Anh hát đoạn hả? Dạ. Anh hát bài Nhớ Về Em của Jimmy Nguyễn hả? Dạ được anh. Nhớ về em, nhớ những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em, nhớ những đường trở về. Trở về chốn xưa, tròn ta suốt đời này. Ta vẫn thương nhớ về em. Rồi quá hay luôn, tới ngày lên ghi hình hát đoạn tặng bạn nữ nha anh. Rồi còn điểm yếu của anh Lý là gì nè, mình chia sẻ luôn nha. Điểm yếu của anh là anh cũng hay tin người lắm. Rồi có bao giờ bị lừa tình hay lừa tiền gì chưa anh? Có, anh có bị lừa tiền thôi, cho tình thì nói chung là vì anh cũng không quan hệ cái đó nhiều cho nên anh bị mất tiền á. Rồi vậy thôi giờ mình chia sẻ qua cái cuộc hôn nhân của anh đi. Là anh với chị quen nhau khi nào và sao mà mình ly hôn? Anh với chị quen nhau là năm 2018, 2000, anh cưới là năm 2003, anh quen trước đó 5 năm là 2000 mấy hả? Anh cưới năm 2013 hả anh? 2003. À 2003, vậy là mình quen năm 199 mấy. À, trước đó 5 năm đó, vì chị đó chị đi Nhật 3 năm tu nghiệp sinh đó, giống như đi xuất khẩu lao động, nhưng mà họ kêu bên Nhật là kêu tu nghiệp sinh đó. Yeah. À, cho nên là trước đó 2 năm thì quen ở nhà, đi 3 năm ở Nhật nữa là về 5 năm là 2003 anh mới cưới đó mà. Yeah. Rồi có hai con trai, con đầu của anh là sinh năm cũng 2003. Anh cưới tháng 3 2003 nhưng mà anh sinh nó là tháng 11 2003. Dạ, là một con trai là 2003, rồi một con trai nữa là bao nhiêu anh? Một con trai là 2012. 2012. Rồi hai anh chị sống với nhau là cũng gần 20 năm. Đúng rồi, sống 20 năm. Dạ, rồi mà sao mà mình lại không ở chung với nhau nữa? Thì nói chung là anh chị chia tay thì chị hắn chỉ có một cái lý do căn bản là vì do về kinh tế. Vì trước đây anh có làm nhà nước nhưng mà sau dịch cái rồi anh nghĩ anh thấy tình hình không ổn rồi anh nghĩ anh ra làm ngoài, nhưng mà thời gian đầu là do kinh tế sau dịch nó khó khăn nên anh không làm được kinh tế, cho nên anh bị lệ thuộc vô kinh tế của bà xã, cho nên bà xã bà cứ hay nói anh là sao không đóng góp tiền vô để lo sinh hoạt gia đình đó. Mà lúc đó thì anh kinh doanh chưa mạnh, anh mới làm
cho nên nó chưa ổn định. Thì anh cũng có nói như vậy, nhưng mà bà xã bà kêu là thôi, nếu mà anh không có ý tự nguyện đóng góp vô thì thôi nên chia tay để mỗi người tự 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 lo kinh tế riêng. Thì anh kêu thôi, nếu mà em mà đã có ý định như vậy thì thôi, thì tùy quyết định của em thôi. Thì anh lúc đầu anh cũng nghĩ là bà xã bà cũng sẽ để cho anh từ từ thời gian, nhưng mà bà không ngờ là bà lại gửi đơn đơn phương em nè. À, cho nên là khi bà gửi đơn ra đơn phương thì anh, khi cái ngày mà tòa nó kêu ra để ký đơn, thì anh lúc đó anh mới biết thật sự là bà đã gửi đơn cách đó khoảng cỡ hơn 2 tháng rồi mà cũng không nói gì cho anh. Thì khi anh ra anh đọc đơn thì anh thấy là trình bày cái nội dung thì cũng giống y như là cái thực tế là anh không không đóng góp kinh tế để lo cho gia đình rồi như vậy. Nhưng mà anh cũng có nói, anh kêu thôi em đã có suy nghĩ như vậy thôi, chắc cái duyên của mình cũng tới đây, chắc nó cũng 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 hết rồi, cho nên thôi em đã đơn phương, em đã gửi đơn em ký vô đó rồi thì thôi để anh cũng đồng ý cái ký vô để cho em được tự em được theo ý nguyện của em là coi như là mình dừng lại cuộc hôn nhân đi, để cho mỗi người có một con đường riêng, để cho sau này là khỏi phải bận lòng là để trách móc nhau thế này thế khác. Chứ thực tình hai anh chị chia tay cũng rất văn minh lịch sự lắm, chứ không có cãi cọ hay là đánh nhau như mọi người. Anh không có cái tính đó cho nên vậy đó. Chỉ có cái vấn đề chia tay là về kinh tế đó. Đó là nói Rồi vậy hai bé trai là giờ đang ở với ai anh? cái nhà của đó là cái nhà của hai cái vợ cũ anh đang ở, là của hai vợ chồng anh ở hồi 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 hồi, hồi trước chứ đó. Cái nhà cũng to lắm, mà nhà cũng 3 tầng, cũng mặt đường to lắm. Giờ hai con trai đang ở đó luôn. Còn anh ra kinh doanh, anh thuê cái mặt bằng riêng này là 133 đường Kỳ Đồng, thành phố Đà Nẵng. Cái như anh thuê đây anh kinh doanh hoa là anh ở lại cái cửa hàng hoa này luôn Rồi lúc anh á. ra ở một mình vậy rồi kinh tế đâu anh có mà anh mở cửa hàng hoa? Kinh tế là vì hồi trước là ba anh có cái nhà ngay chỗ 51 đường Nguyễn Tri Phương, và trước khi ba anh mất là ba anh chia cho mỗi người một ít tài sản đó, là mỗi mỗi người là được 700 triệu đó, cho nên anh lấy cái số tiền đó ra rồi anh đi kinh doanh riêng của anh. Giờ là kinh doanh của mình cũng ổn định rồi anh hả? Thì giờ kinh doanh được hai sau dịch giờ cũng hơn 2 năm rồi đó, hơn hai năm 2 năm mấy rồi. Rồi thôi chuyện cũ bỏ qua anh ha, giờ chuẩn bị qua tới chuyện mới ha. Rồi mẫu người bạn gái mà sắp tới mà anh mong muốn thì như thế nào anh Lý? Anh chỉ mong một người phụ nữ cũng bình thường, hơi thí dụ như là có sức khỏe tốt đầy đặn tí, rồi chiều cao thí dụ như anh 1m71, anh 82 kg, thì anh cũng cũng mong mong người phụ nữ khoảng cỡ 1m6 hoặc hơn tí thì tốt, để cho cân đối tí em nè. Với thứ hai là người phụ nữ thí dụ như người ta có tính hiền hòa vui vẻ hay hòa đồng thì lại càng tốt, cho anh chỉ cần như vậy thôi, chứ cũng mình đâu có cái gì đâu mình đòi hỏi người ta cho nhiều. Rồi còn về quê quán hay công việc hay là tuổi tác của chị đó thì anh muốn làm sao? Quê quán thì anh không quan trọng, thí dụ như mà nếu thực tình mà có duyên đến với nhau thì khi đó là mình sẽ nói thẳng là thí dụ như là người Việt vừa phụ nữ ở đâu, ở trong miền Nam hay ở miền Tây hay ở miền Bắc rồi gì cũng không không quan trọng, vì người ta thí dụ có công việc ổn định hay nhà cửa người ta không muốn đi thì anh cũng sẵn sàng là đến để cùng chung với người ta ở cái chỗ người ta đang sống, để cho vì anh không quản ngại cái việc đó, vì anh là từ giờ chứ anh đang như là độc thân, mà anh đi đâu ở trong trong nước Việt Nam mình cũng được hết, cho nên anh không quan trọng cái chuyện đó. Còn về công việc tuổi tác thì sao anh? Công việc tuổi tác thì anh cũng 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 nói như đây, anh chỉ mong một người thí dụ như có cái công việc gì ổn định, còn như anh thì anh đi vùng nào thí dụ anh giờ đây anh kinh doanh hàng hoa, nhưng mà anh quen người đó không kêu là em không thể đi qua thành phố Đà Nẵng ở cùng với anh được, em ở đây để làm ăn với anh sinh hoạt đây nó quen rồi, quê hương của em, thì anh cũng sẵn sàng bỏ tắt cái công việc từ Đà Nẵng này, anh vô cái vùng quê mới của người 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 vợ mới, thì anh lập nghiệp ở đó cũng được, cũng bình thường thôi, không có sao hết. Vì nói là mình cũng tôn trọng ý kiến của người 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 mà người mà cũng cũng yêu thương với còn lại cả cuộc đời của mình phải nên tôn trọng cái ý kiến của họ. Còn về cái tuổi tác thì anh cũng không 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 không
anh cũng không 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 đặt nặng lắm, thì anh cũng có nói trong cái đêm mà anh gửi hôm trước đó, thì ví dụ như anh là hôm nay là 57 tuổi thì ví dụ từ 36 38 tuổi trở về 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 lớn và càng lớn gần gần anh thì được, chứ không 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 quan trọng tuổi tác nhiều lắm. Dạ rồi. Ừ. Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của anh Lý bên chương trình nha. Nếu như mà có một cái bạn nữ nào mà phù hợp với những mong muốn của anh Lý thì bên em sẽ liên hệ lại với anh nha. Dạ. Rồi buổi phỏng vấn của mình đã xong rồi đó, anh Lý, cái gì mình tắt thoát khỏi cuộc gọi giùm em ha. À rồi, cảm ơn chương trình nha. Dạ. À, chương trình. Hello, em chào anh ạ. Dạ rồi, đây là một các tin bản của hẹn hò. Thì trong đây là có nhiều bạn biên tập ở đây. Thì để xem coi là các anh chia sẻ câu chuyện của mình như thế nào nha. Mời anh giới thiệu về họ, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình. Anh xin tự giới thiệu, anh tên thật, tên đầy đủ là Vũ Bá Ly, sinh năm 1985. Hiện anh sinh ra và lớn lên tại thôn Vân Đồng Lam, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình. Hiện tại anh đang làm việc ở bên trong ở trên Hà Nội. Thì anh đang làm ở bên lĩnh vực là chuyên về xử lý nguồn nước ở 63 tỉnh thành. Hôm nay thì cũng rất là vui là mình đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì cũng rất là may mắn là hôm nay cũng là ngày đầu tháng thì được ban tổ chức chương trình sắp xếp để được phỏng vấn. Dạ Anh rồi anh cứ nói sơ về về bản thân mình đi, về tính cách của mình, những cái điểm mạnh, điểm yếu anh là cái gì? Tính cách của anh thì hiền lành và cũng vui vẻ hòa đồng. Trong công việc và trong gia đình thì anh giỏi về cái gì nhất? Trong công việc thì anh về về lĩnh vực công việc thì anh giỏi về phần kỹ thuật. Nhưng ý là về cái tính cách của mình á, ví dụ như trong công việc anh là một người kỷ luật nè, siêng năng nè, ví dụ như vậy. À, trong công việc thì anh cũng là một người nói chung là hiền lành, chịu khó và tu chí làm ăn, cũng là một người cũng rất là tuân thủ kỷ luật. Rồi, vậy thì còn còn bên trong gia đình thì mình là người như thế nào? Bên trong gia đình thì anh cũng là một người nói chung là sống với lại bố mẹ và các em cũng rất là hòa đồng và cũng rất là thương bố mẹ và cũng quan tâm, cũng biết quan tâm đến bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Rồi, vậy thì cái đó là những cái điểm tốt của anh ha. Vì vậy thì cái điểm yếu của anh là cái gì? Điểm yếu của anh là nói hơi nhiều. Anh có thể ví dụ cái đó hơi hơi nhiều được không? Ví dụ như là gặp ai đấy mà học mà câu chuyện câu trò thì nói chung là nói hơi nhiều và hay nói lan man. Rồi, mình có rượu bia hay là thuốc lá hay là như thế nào không ạ? Anh thì không 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 hút thuốc lá. Rượu bia thì cũng nói chung là thi thoảng có công việc gì gọi là vui lắm thì mới uống gọi là một chút thôi. Còn bình thường là nói chung là cũng không có gì gọi là hứng thú với rượu bia cả. Vậy thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Mình đã kết hôn chưa? Anh đã kết hôn một lần rồi, anh đã kết hôn một lần và ly hôn cách đây 7 năm rồi, năm 2017. Thì, đó cũng là cái mối tình thứ hai. Còn ngày xưa đi học cấp 3 thì cũng có một mối tình, đó là nói chung là tình yêu học trò. Nhưng mà sau đấy thì anh và bạn đấy thì cũng nói chung là không đến được với nhau, nói chung là cũng chưa có một cái gì gọi là giống như kiểu là
tình yêu đôi lứa gọi là có thể tiến đến hôn nhân ấy. Nói chung là ngày đấy là chúng ta cũng là mối tình đầu, là gọi là cái tình yêu tình cảm, gọi là tình bạn thời học trò thôi. Không phải, nhưng mà bây giờ anh nói cho em nghe sơ về cái cô câu chuyện hôn nhân của anh đi. Mình có bé nào chưa? Anh thì chưa có bé nào em ạ. Bọn anh thì ngày xưa đến với nhau thì là cũng qua là thời gian là mai mối thôi, cũng trong vòng khoảng gần một tháng thì bọn anh đến với nhau. Thì sau đó là về thì ở với nhau thì nó không có cái tình cảm ấy. Thì sau đấy là bọn anh là ly thân một năm, thì đến năm 2017 thì bọn anh quyết định chia tay. Cũng chưa có bé nào cả. Ủa nhưng mà sau một tháng đến với nhau mà lúc đó là anh với lại vợ anh là chưa có tình cảm gì hết mà đã đến với nhau hả anh, hay là thế nào? À ngày đó thì có nghĩa là anh khi mà anh đến với vợ anh ấy thì là thời điểm ấy là bố anh kiểu cũng ông cũng ốm ấy, xong là ông cũng nhờ kiểu người ở trong làng gọi là giới thiệu mai mối, thì bọn anh gặp nhau. Nhưng mà thực ra là cái thời điểm đấy là cũng hai bên cũng không có tình cảm đâu, nhưng mà vì vấn đề là bố anh cũng là người đang có vấn đề về sức khỏe ấy, thế còn vợ anh thì cũng bố thì cũng cũng gọi là cũng ốm đau liên tục ấy. Nên thời điểm ấy thì thực ra là bọn anh cũng quyết định đến với nhau là cũng vì chữ, thực ra là vì chữ hiếu thôi, để cho hai bố mẹ hai bên, để cho hai ông yên tâm là để có cái sức khỏe nó đảm bảo hơn ấy. Thế nên là bọn anh quyết định đến với nhau. Nhưng mà thực ra thì ngày đấy là nghĩ là đến với nhau thì về thì có thể là sống với nhau rồi vun đắp nó sẽ có tình cảm. Nhưng mà thật sự là nghĩ thì nó đơn giản, nhưng mà khi về sống với nhau thì nó mới xảy ra rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nên là nó không có, trước đấy thì nó không có thời gian tìm hiểu với nhau nhiều ấy, nên là cũng không hiểu nhau lắm, nên là về nó xảy ra xung đột. Thì sau đấy là bọn anh là quyết định là không hàn gắn được, thì quyết định là ly thân mỗi người một nơi. Thì đến năm 2017 là tháng 3 năm 2017 là bọn anh quyết định là chia tay. Nhưng mà sau cái cuộc hôn nhân đó anh có tìm hiểu hoặc là quen ai nữa khác không? Sau cái cuộc hôn nhân ấy thì anh quyết định là anh không tìm hiểu ai. Và anh thời điểm đấy là anh khi mà anh đến với nhau ấy thì qua cái lời mai mối của người cô của bên đằng vợ anh ấy, thì cô ấy kiểu cũng nói quá về anh ấy. Nên là về vấn đề tài chính rồi gia đình nọ kia, thế nên là khi mà về ở với nhau thì nó xảy ra cái vấn đề là vợ anh thì cứ nghĩ là anh là người gọi là về tài chính hay nọ kia cũng là người kiểu là nắm tiền nhiều của đấy. Sau đấy thì cô không hiểu, thì anh khi mà anh chia tay xong ấy thì anh quyết định là anh lao vào công việc anh làm, và anh xin vào khách sạn để anh làm mấy năm trong khách sạn. Thì thời điểm đấy là anh chỉ có chuyên làm cái ca là cả đêm, cả đêm, xong bắt đầu ban ngày thì anh chạy xe, rồi anh cũng muốn kiểu cũng cho nó nguôi ngoai cái cuộc hôn nhân ấy đi ấy. Từ ngày đến giờ là anh cũng chỉ tập trung vào công việc và anh đi làm thôi. Còn cũng có rất nhiều người là cũng muốn giới thiệu đó cái kia, nhưng mà anh thực ra là anh cũng trải qua cái mối tình mà ngày trước ấy đến với nhau ấy, cũng là qua kiểu cũng giới thiệu mai mối, nhưng mà nó cũng không đến đâu ấy. Nên anh quyết định là anh không nhận lời giới thiệu của ai cả. Rồi, bây giờ thì đến với chương trình đó, một điều lý tưởng mà anh mong muốn thì như thế nào nè? Anh cao mét bao nhiêu? Anh cao 1m7, nặng 65kg. Rồi. Vậy thì cái người yêu của anh thì cô ấy như thế nào, cao mét bao nhiêu thì phù hợp với anh? Anh thì nếu về ngoại hình thì bạn gái của anh thì cũng không cần phải đòi hỏi phải là xinh xắn hay nọ kia, anh chỉ cần một người nó cũng là ngoại hình bình thường thôi. Hai nữa là chiều cao thì có thể là cao từ 1m56 trở lên đến 1m63-64 gì đấy. Còn nếu như mà trong trường hợp mà bạn đấy thấp quá hay là cao quá một chút thì cũng không sao cả. Nói chung là nếu mà đã thông cảm với nhau thì cũng có thể là chấp nhận được, không có gì khó khăn về vấn đề đấy cả. Tại vì mình cũng không
đến tuổi này bây giờ thì mình cũng không phải là đòi hỏi nọ thế kia nữa, quan trọng là gặp nhau mà hợp nhau mà có thể là tiến đến hôn nhân thì nó cũng là cái điều anh đang mong muốn ấy. Dạ rồi, bây giờ cái cô ấy tuổi tác như thế nào phù hợp với anh về nghề nghiệp nữa và quê quán nữa? Quê quán thì về tuổi tác thì anh cũng mong là có thể tìm hiểu với bạn từ 28 tuổi đến 35, 36 tuổi đấy, đến 39 tuổi bằng tuổi anh ấy. Thế còn về nghề nghiệp thì công việc anh cũng không đòi hỏi gì phải làm văn phòng hay là làm cơ quan nhà nước gì nọ kia. Anh cũng chỉ mong là bạn ấy có một công việc có nghĩa là bình thường thôi, cũng không, không miễn là không làm những cái việc mà những công việc mà nó trái pháp luật, vi phạm đạo đức là anh cũng thoải mái, không có nặng nề về cái chuyện công việc nghề nghiệp gì cả. Dạ. Thì cứ... Anh cô quấy ở Hà Nội ở Bắc là đúng không ạ? Thì anh cũng mong muốn là tìm được người cùng quê Thái Bình như anh thì rất là tốt, còn trong trường hợp mà không có bạn cùng quê thì có thể là cùng ở ngoài Bắc này cũng được. Dạ, cô ấy hôn nhân cùng hoàn cảnh với anh được ha? Ừ, cũng được em ạ. Ví dụ như cô ấy đã từng có con cũng được có đúng không? Cũng được. Ok rồi, thì đây là một buổi casting bỏng hẹn hò thôi. Thì nếu mà ở bên tụi em kiếm được một người phù hợp với những cái tiêu chí anh đưa ra thì sẽ có một bạn làm việc với anh sâu hơn. Anh ha. Rồi, anh cảm ơn em, anh cảm ơn chương trình. Rồi, anh cảm ơn em nha, cảm ơn chương trình nha, chúc chương trình